Xin kính chào quý vị và các bạn. Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin giới thiệu đến anh chị em một chiếc Honda CR-V gầm cao 5 chỗ số tự động phiên bản 2.4 cao cấp nhất. Và chiếc Honda CR-V này được sản xuất năm 2015. Form dáng của CR-V thì được đánh giá là đẹp và được rất nhiều người ưa chuộng, không chỉ là thị trường Việt Nam mà là thị trường quốc tế, thị trường châu Á và thị trường châu Âu, thị trường châu Mỹ. Honda CR-V luôn được đón nhận đầu tiên bởi vì nó mang thương hiệu của hãng Honda Nhật Bản, một thương hiệu có bề dày lịch sử từ sản xuất xe máy cho đến sản xuất ô tô. Một thương hiệu đến từ Nhật luôn luôn mang cho người ta một cái cảm giác cũng như là một cái trải nghiệm của sự bền bỉ. Và chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2015, số tự động gầm cao 5 chỗ phiên bản 2.4 cao cấp nhất này hiện nay đang được trưng bày và giao bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên giáp khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966, với giá tiền hơn 550 anh chị em nhé. Hơn 550 một chút thôi, anh chị em nhà mình đã sở hữu được Honda CR-V 2015 phiên bản 2.4 cao cấp nhất, full option. Phiên bản 2.4 là phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda CR-V, và dĩ nhiên rằng nó là phiên bản full option, phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ trang thiết bị nhất. Bây giờ chúng ta sẽ vào form dáng, thì em vừa đi một vòng rồi, bây giờ chúng ta xem trang thiết bị bên ngoài, cấu tạo trang thiết bị bên trong và nội thất bên trong, cũng như là chất lượng kỹ thuật của xe, quay chi tiết review cho anh chị em. Ở bên ngoài thì anh chị em nhìn đấy, xe được trang bị đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng, có giải đèn LED định vị ban ngày, có đèn gầm, mặt ca lăng mạ chrome. Và chiếc xe này thì chủ nhân cũng đã lắp camera 360 độ anh chị em nhé, có camera 360 độ, đèn bi này, đèn LED ban ngày này, đèn gầm này, mặt ca lăng mạ chrome và camera 360 độ, 4 là răng phay anh em nhé, 4 là răng phay, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Và cỡ lốp của xe này là 225/60 R18, xinh nhan trên gương bằng giải đèn LED. Tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp chìa khóa thông minh một chạm ở trên tay nắm cửa, rồi là có cả bậc để chân lên xuống nhé, bậc để chân lên xuống bằng nhôm rồi. Ở phía sau xe đây anh em nhé, camera 360 độ, có camera 360 độ, có camera đằng trước đằng sau và ở dưới hai gương, camera 360 độ anh em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong xe. Ở trong xe thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện này, có gương kính chỉnh điện cụp điện, ghế chỉnh điện, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, có cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, có đề ấn nổ start stop, chìa khóa thông minh, điều hòa tự vận động hai vùng độc lập anh em nhé, điều hòa tự động hai vùng độc lập, số tự động động cơ 2.4, màn hình WinCar, Android giải trí thông minh, camera lùi, camera 360 độ. Vô lăng còn rất đẹp, anh em nhìn thấy vô lăng này, vô lăng còn rất đẹp luôn. Xe, cái xe nó đẹp hay không, chúng ta chỉ cần nhìn cái vô lăng, nhìn cái củ số anh em nhé, nhìn vô lăng, nhìn củ số là chúng ta sẽ biết là xe có đẹp hay không, chạy nhiều chạy ít. Rồi là mặt táp lô, mặt đồng hồ, mặt táp lô như mới, mặt táp ly, ghế da nguyên bản, yên ngựa, bệ tì tay, anh em nhìn này, tất cả còn hoàn mỹ và còn rất đẹp luôn. Trần nỉ nguyên bản, cửa sổ nóc, công tắc của xe đây, hai vùng điều hòa này, trần nỉ, cửa sổ nóc còn rất đẹp này, ghế da đẹp, táp ly táp lô đẹp, vô lăng củ số đẹp,
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến chất lượng kỹ thuật này anh em nhá. Đây, chỉ của cánh bên lái đây. Anh em nhìn thấy chỉ của cánh lái này. Chỉ của cánh lái không mất một phân chỉ nào. Phần tai, phần bản lề cũng như là phần ốc tai, ốc cánh còn nguyên. Đây là phần chỉ của cánh sau bên lái đây. Đây, chỉ của cánh sau bên lái anh em nhé. Chỉ của cánh sau bên lái. Phần tai, phần bản lề, phần ốc cánh còn nguyên zin. Nội thất anh em nhìn là nội thất của xe nhỉ. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến phần cốp. Cốp của xe đã anh em nhìn là ốc cốp này. Ốc cốp còn nguyên zin, chưa mở. Phần chỉ cốp đây. Phần chỉ cốp đây. Đấy, chỉ cốp nhá, còn nguyên zin. Ốc cốp chưa mở, chỉ cốp nguyên zin đây. Đây, phần chỉ đây anh em nhìn thấy chỉ này. Quá đẹp. Khoang cốp thì rất là rộng anh em nhé, khoang cốp cực rộng luôn. Khoang cốp này 2-3 đứa trẻ con nằm đây thoải mái, đồ để chở thoải mái luôn. Chân nỉ đẹp. Khoang cốp này, phần nỉ này, phần nhựa ở hai bên cốp này. Anh em nhìn thấy phần nhựa ở hai bên này còn rất đẹp luôn. Đây là lốp dự phòng, la răng dự phòng. Anh em nhìn thấy phần tôn này. Anh em nhìn thấy phần tôn của lốp dự phòng này chưa? Quá đẹp luôn. Đấy, keo nhà máy này. Keo của nhà máy này. Đây, keo nhà máy hai bên này. Quá đẹp. Chỉ hơn 500 triệu thôi. Hơn 550. Chỉ hơn 550 một chút chúng ta mua được CRV. Đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ anh em nhé. Đây, chỉ của cánh sau bên phụ đây. Phần tai, phần bản lề, phần ốc cánh còn nguyên zin. Anh em nhìn lại nội thất của xe một lần nữa này. Ở góc độ này thì nhìn nội thất nó sẽ dễ hơn. Đây là nội thất phía trước. Đây là phần chỉ của cánh bên phụ này. Phần tai, phần bản lề cũng như là phần ốc cánh cũng như là phần chỉ đứng, anh em nhìn này. Quá đẹp. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần đầu, phần quan trọng nhất của chiếc xe. Cabo còn nguyên zin, chưa mở. Chỉ cabo đây anh em nhé. Đây, phần chỉ cabo đây. Phần chỉ cabo. Chỉ cabo đây. Ốc cabo nguyên zin, chỉ cabo nguyên zin. Phần tai này, phần giảm sóc, phần răng và phần cam sắt xi. Cái này thì nó có một chút ố vàng ở dưới, anh chị em nhìn thấy có một chút ố vàng ở dưới nhá. Đấy, ố vàng đây, nó là bị han rỉ của cái nước axit. Chắc là trước đây là chủ nhân dùng bình nước, bình ắc quy nước. Đấy, dưới này có một chút ố vàng thôi, còn đầu rất đẹp nhá anh chị em nhá. Sắt xi rất chiếc đầu rất xi. Đầu sắt xi rất đẹp luôn. Đây anh chị em nhìn thấy đầu sắt xi này. Rất đẹp luôn, chỉ có một chút ố vàng ở kia là phần rỉ sét. Rỉ sét này thì là do trước đây chắc khả năng là chủ nhân dùng bình ắc quy nước. Đấy, nó có nước axit nó chảy ra cho nên là nó hơi ố vàng ở chỗ đấy một chút. Còn đâu thì còn đẹp. Đây, phần tai này, bên phụ này. Phụ giảm sóc này. Phần răng này. Và phần cam sắt xi. Anh em nhìn thấy sắt xi này. Răng ngang này, răng đứng này, phần đầu sắt xi còn nguyên zin.
Tiếp đến là phần động cơ thì chiếc xe này quá là mỹ mãn luôn. Anh chị em từ nhìn nhé, từ ốc chân máy này, toàn bộ từ ốc chân máy cho đến ốc động cơ, kể cả là ốc dàn cò, ốc chân máy này, ốc động cơ này, ốc dàn cò, tất cả còn nguyên zin hết và còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian. Ốc cổ hút, cổ xả, nói chung là nguyên si. Cái sang bên đây, anh chị em nhìn đây, đây những con ốc ở dưới này, rồi đây những cái đường nước, những con ốc này, những đường ống nước này, tất tần tật. Đây, những đường ống nước này chưa có vết kìm kẹp. Đây, anh em nhìn thấy đường ống nước này, chưa có vết bóp kìm. Anh chị em nhìn thấy chưa có vết bóp kìm. Toàn bộ ốc ác còn nguyên zin, còn nguyên dấu sơn đánh dấu siết ốc của nhà máy. Tức là nhà máy mỗi lần mà siết con ốc nào họ sẽ đánh một dấu sơn. Cứ mỗi lần siết một con ốc thì họ sẽ đánh dấu sơn vào để tránh trường hợp là có những chiếc ốc thì siết hai lần, có những chiếc ốc thì lại không siết. Cho nên là đánh con ốc nào, siết lực con ốc nào thì họ đánh dấu vào con ốc đấy. Đấy, còn những kể cả những đường ống nước, anh chị em nhìn này, chưa có vết kẹp của kìm đúng không? Đây anh chị em nhìn này, chưa có vết kẹp của kìm luôn, còn nguyên si. Thế là nhìn thấy độ chất của máy rồi. Máy số nguyên zin, keo chỉ nguyên zin. Một chiếc Honda CR-V, một chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2015, số tự động phiên bản 2.4 cao cấp nhất, gầm cao 5 chỗ SUV. Hiện nay đang được trưng bày và giao bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá tiền là hơn 550 triệu đồng, hơn 550 một chút anh chị em nhé. Tùy theo nhu cầu của anh chị em, bao rút hồ sơ, bao sang tên, bao sang tên vận chuyển thì em Dũng Audi sẽ chốt cho anh chị em một mức giá phù hợp với nhu cầu, với yêu cầu của anh chị em. Khi anh chị em liên hệ với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Và anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dũng Audi, những buổi livestream báo giá, trò chuyện, tương tác, tư vấn trực tiếp, chốt giá tụt quần công khai trên livestream. Anh chị em nhà mình cũng sẽ nhận được thông báo khi mà bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh để tránh bỏ lỡ. Thì anh chị em nhà mình cứ bấm vào đăng ký kênh, bấm follow kênh để tiện cho theo dõi. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Có định vị ở trên bản đồ anh chị em nhé, em có định vị ở trên bản đồ. Anh chị em cứ vào phần bản đồ đánh Dũng Audi là sẽ ra cửa hàng, sẽ ra vị trí cửa hàng này, sẽ có dẫn đường này, sẽ có đầy đủ thông tin về Dũng Audi. Khi anh chị em mở cái điện thoại ra có cái phần bản đồ, bấm chữ Dũng Audi vào là được anh em nhé. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại.